Xin chào các anh em nha, chào mừng anh em đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho anh em cách rửa cái họng xăng này nè, cái họng bét, họng bơm xăng đó. Họng bơm xăng của FI nha các bạn. Thì dòng xe bét này là bét của Full 125, đầu đèn led nha các bạn nha. Thì mình sẽ dẫn cho các anh em cách vệ sinh đúng cách nha các anh em nha. Rồi thì mình sẽ dùng chai này nha các bạn nha. Mình dùng chai này mình xúc rửa mình xăng nha. Đã muốn mở được này thì các bạn dùng một cây lục giác bông nha các bạn nha. Đây lục giác bông đây, mình sẽ mở con này ra. Dùng T8 các bạn nha, mở luôn cái này ra. Cứng quá. Đó. Chúng ta mở cảm biến nha các bạn nha. Đây, cảm biến này. Chúng ta mở luôn. Ốc dít gió chỉnh gan tì luôn. Đó. Các bạn nên nhớ là các bạn mở luôn xin cho nghe. Cái nào có bằng chứng xin thì các bạn mở ra luôn nha. Đây, để ra ngoài. Các bạn để xịt luôn là các bạn rửa luôn là các bạn dính vô đó là nó sẽ nở dòng xin các bạn nha. Thì video này mình làm chủ yếu chia sẻ cho anh em mới vào nghề và học nghề. Còn các bác thợ già thì gặp video này các bác bỏ qua giùm nha. Và tiếp theo đây thì mình rửa nha các bạn nha. Bằng xịt khéo né ra, chai này nó vô mắt là sẽ làm bỏng mắt, rất là đau. Thì trong quá trình xem video này các bạn cảm thấy hữu ích với các bạn, bạn thấy hay thì bạn cho một like và đừng quên bấm đăng ký để ủng hộ mình nha. Các bạn xem video này các bạn hãy nán thời gian xem cho hết video, tại cuối video là mình sẽ làm thực hình trên chiếc xe, là mình sẽ làm cho các bạn hướng dẫn cho anh em là cài đặt độ cao và cách xóa lỗi phần thủ công các bạn nha. Khi mình rửa xong này mình dàn ráp lên xe là mình sẽ hướng dẫn luôn tới phần đó luôn nha các bạn nha. Các bạn nán cho quay hết xem video này để mà mình hướng dẫn cho các bạn cài đặt chế độ cao và xóa lỗi thủ công các bạn nha. Rất là bẩn các bạn. Kim xăng thì mình kim phun thì mình tí nữa mình sẽ đưa lên máy xúc nha các bạn nha. Kim phun thì mình không xúc bằng tay được cho nên phải dùng tới máy xúc. Rất là kinh khủng giờ.
bạn thấy không? Giờ kinh khủng rồi. Rồi, bây giờ mình giáp ra thôi. Trong quá trình mà các bạn chạy lâu khoảng gần 25.000 thì các bạn nên vệ sinh hồng bơm nha các bạn nha, hồng bé này nha, nó sẽ tốt cho xe hơn. Bạn nán xem hết video này mình sẽ hướng dẫn các bạn là cài đặt độ cao và xóa lỗi thủ công các bạn nha. Mình lắp lên xe rồi mình mới hướng dẫn được các anh em cái đó nha. Rồi, mình đã tiến hành giáp lên xe thôi. Rồi, thì mình đã rồi, ok các bạn ha. Thì bây giờ mình đã ghép cái hầm xăng cho xong rồi, thì bây giờ mình sẽ xóa lỗi thủ công thôi các bạn nha. Thì cái bấu nằm đây nha các bạn nha. Cái giác cộng lỗi nằm cái hộp bình đây, nằm ở chỗ này đây. Phụ cho 25 nha các bạn nha. Thì thường thường giác đổi giác độc lõi này thường thường nó nằm kế hầm bịch nha các bạn, xe nào cũng vậy nha. Thì mình sẽ bấm một cái bấu này, chúng ta lấy ra nha các bạn nha. Đây rồi, chúng ta sẽ đếm đây cái ngoặt cái ngón này đưa lên nha các bạn nha. Đây ở trên đây có cửa, dưới đây không có nha. Đây có cửa, đây cái cửa này. Thì chúng ta đếm nè, chúng ta đếm 1, 2, 3 và 4. Thì mình sẽ đếm theo cách của mình nha. 1 đây và 2 đây, đếm hết một vàng này rồi xuống hàng, xuống dòng thì đếm ngoài đếm cho tiếp nghe bạn nha. Thì ai đếm như thế nào không biết, nhưng mình đếm thì đếm như vậy. 1, 2 xuống dòng là 3, 4. Thì mình lấy 1 đúng không, lấy 1 và 3, chúng ta chọn lại với nhau. Đây là cách xóa lỗi thủ công nha các bạn nha. Đó. Rồi chúng ta sẽ lên đây, chúng ta bật chìa khóa lên. Rồi chúng ta sẽ đọc lõi nha các bạn nha. Rồi. Đây. Rồi chúng ta đọc lại nè. 1.2 lẻ. Đọc lại xem 1 1 2. Đó, đến lõi 12 nha các bạn nha. Lõi 12 là lõi kim phun nha các bạn nha. Thì hồi nãy tác động của mình là làm dầm dâu kim phun nha các bạn nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ xóa lõi bằng thủ công nha các bạn. Rồi chúng ta chở gì đây, thì chúng ta đã cắm như thế này rồi các bạn ha. Thì chúng ta bật chìa khóa lên. Đấy, bật chìa khóa lên. Giờ trong vòng 3 giây các bạn rút ra và các bạn cắm lại nha. Các bạn cắm lại. Đấy. Vòng 3 giây rút ra cắm lại. Rồi mình lên mình xem. Đèn HP đã cháy nhấp nháy liên tục là chứng tỏ chúng ta đã xóa lỗi thành công các bạn nha. Đó, chúng ta đã xóa lỗi thành công.
Rồi chúng ta vẫn để thêm cái đó, vẫn để thêm cái nhíp trong đây nha các bạn nha. Vẫn để nhíp này, vẫn để như thế này. Và chúng ta tiếp tục cài đặt đầu cao nha các bạn nha. Cài đặt đầu cao. Thì cài đặt đầu cao thì các bạn tắt chìa khóa đi. Chúng ta bật chìa khóa lên, đúng không? Chúng ta tắt chìa khóa đi. Rồi chúng ta dặn hết tay ga lên. Nha các bạn nha. Dặn hết tay ga lên. Dặn một cái thôi nha. Dặn cứng ga luôn. Đó. Rồi chúng ta dặn cứng ga luôn. Rồi chúng ta bật chìa khóa lên. Có một tay nha các bạn. Rồi, đấy, chúng ta nhìn đèn đây. Đèn chớp nhanh liên tục. Chớp cho hết. Rồi, chúng ta buông ra. Đèn nháy một cái là chúng ta đã thành công các bạn nha. Đó là cài đặt độ cao thành công các bạn nha. Rồi, bây giờ chúng ta tắt chìa khóa. Ta giúp dắt nha. Rồi, chúng ta đẩy máy. Ok đó nha các bạn. Rồi chúng ta nổ máy khoảng 5 phút nha các bạn nha. 5 phút. Rồi ok. Rồi video này mình làm tới đây thôi. Cách chia sẻ cho anh em như thế đó ha. Rồi. Rồi. Chúng ta nổ máy 5 phút nha các bạn. Rồi video này mình chia sẻ tới đây. Thì hy vọng anh em sẽ làm thành công. Và nhớ đừng quên bấm like và bấm chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn nha.